Đồng Hương, sau đây cô Linda sẽ có vài lời để mời Đồng Hương cho ngày hội chợ văn hóa. Xin mời cô Linda. Linda xin kính chào quý vị. Kính thưa quý đồng hương Việt Nam, vùng San Fernando Valley và phụ cận, để giữ gìn phong tục và tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chúng tôi đại diện ban tổ chức ngày hội chợ văn hóa Á Châu xin kính mời toàn thể quý đồng hương đến tham dự ngày văn hóa sẽ tổ chức vào ngày 6 tây tháng 5 năm 2023 vào lúc 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại trường P College Woodland Hills. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với Hội Người Việt và Trường Việt Ngữ Văn Lang. Hội Người Việt số phone. Xin liên lạc Hội Người Việt ở số 818-516-2544. Xin liên lạc với Trường Việt Ngữ Văn Lang số điện thoại 818-259-7719, 818-259-7719. Rồi sau đây thì xin mời em Ryan Season sẽ có vài lời tiếng Anh với cùng quý vị. Hello, my name is Ryan. I am the president of the Vietnamese Student Association here at Cal State Northridge. I invite you all to participate in the Valley Asian Cultural Festival on May 6th from 10 to 4 p.m. at Pierce College. There'll be amazing food, amazing performances, and amazing music, so I hope you all come out and participate. Thank you. Yeah!